we won. Quý vị khán giả thân mến, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của giải đấu Game PUBG Open Tournament. Và chúng ta hãy cùng đến với round thi đấu thứ 14 của giải đấu này, xin nhắc lại với các bạn. Và đó là round thứ 4 trong ngày hôm nay. Với những diễn biến ở thời điểm hiện tại, khi mà Game Home vừa có được một top 1, một Chicken Dinner, thì họ vẫn đang giữ được một vị trí rất cao ở trên bảng xếp hạng. Đó là top 1 của bảng tổng sắp với 109 điểm. Và họ cách đội top 2 là FQ với 93 điểm. Một con số điểm mà chắc chúng ta tự tính ra được, 16 điểm. Thế cái khoảng cách này nó không thực sự là lớn thế, nhưng mà với cái việc cái màn trình diễn của cả hai đội FQ và Game Home như thế này, tôi nghĩ rất khó cho những đội khác như kiểu đó là Divide, như kiểu là Game Home, Gam có thể lật ngược thế cờ và có thể leo lên top 1 trong cái giải thi đấu của chúng ta ngày hôm nay. Trong khi đó thì những cái tên khá là sừng sỏ như kiểu Redmi 5 Star, rồi Sky Gaming Đắk Lắk hay King of War Gaming, và một vài những cái tên ở Gam dưới khác còn ở tận 11 cơ mà. Thì Gam đang đứng ở 11, Redmi 5 Star là 10, Sky Gaming Đắk Lắk là thứ 9, và họ đều đang có những số điểm lần lượt là 50, 51, 52 điểm, và rất khó để có thể đuổi được số điểm 109. Xin nhắc lại với các bạn, đó là 109 của Game Home, một số điểm vô cùng lớn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với round đấu thứ 14 của giải đấu này. Xin nhắc lại, chúng tôi sẽ có tổng cộng 16 round của vòng chung kết Game PUBG Open Tournament. Với những diễn biến của round thứ 14, chúng ta có một vòng bo thu về hướng 3 giờ và một đường bay từ trái qua phải phía dưới bản đồ, một góc từ Primos bay thẳng qua Minta Power. Và với cái đường bay này, chúng ta có thể thấy đang có hai team nhảy xuống khu vực quân sự, và ở đây đó là các thành viên của Redmi 5 Star cũng là King of War, và có thể họ sẽ có những tình huống giao tranh sớm. Tiểu Ngô có vẻ như đã chiếm được cho mình đó là dãy nhà C rồi. Còn những team khác thì đang có những tình huống di chuyển ở ngoài. Đây là mèo Ú Tô Xích chưa có cho mình tốt. Đấy, tình huống bắn hai viên M14 vào đầu vị trí của Péo. Mini 14. Mini 14 bắn vào đầu thôi. Tích giữ được vị trí dàn khoan rồi. Và với cái dàn giáo như thế thì các thành viên của Kiều Vua sẽ rất khó để có thể cứu được đội mình. Di chuyển lên sân thượng thôi là sẽ bị bắn. Bây giờ thì BOS sẽ phải lùi lại, thậm chí là tìm cách để có thể đi ra phía cầu thang và có hai cái hõm. Xin lỗi các bạn, đó là hai cái phần nhô lên ở phía trên tầng thượng của cái nhà C đó, thì có thể Bell sẽ lựa chọn làm điểm để có thể che chắn. Nhưng bây giờ lượng máu đang mất không phanh và những người đồng đội thì đang chưa thể nào mà lên cứu Bell được. Họ phải lút thêm đồ. Trong khi đó thì mèo Ú đã tiến lại gần khu nhà C dưới. Ốc vô địch di chuyển xuống mạng phía dưới bản đồ tầm khoảng 6 giờ để lấy một cái góc bắn khác, và thêm cả một người ở trên giàn khoan có thể sắp tới nữa là Tích. Thì Redmi 5 Star vào lúc này hoàn toàn có thể có được điểm triệt hạ. Tôi nghĩ là sẽ có thể tiêu được vị trí của Péo rồi. Đây là Tích vẫn đang đứng ở giữa giàn khoan thôi, và đang có một góc ngắm tương đối là thoải mái. Thấy rồi, thấy, chắc chắn là thấy. Ducky không nhận được vị trí của Tích, và nếu Ducky có tình huống ngồi im rồi, tốt. Và đó là nói hết câu đến từ Tích. Và đấy là pha mà các thành viên Redmi 5 Star đã đưa ra một đội hình và đưa ra những cái góc di chuyển, góc đứng của các thành viên là rất hợp lý. Chưa kể là Tích cũng có được sự ca may khi mà sớm đã có được một cái K98, một khẩu K có tốt nữa, có to nữa chứ. Còn Ducky là nạn nhân tiếp theo. Phía này thì cũng phải công tôi đang giao tranh với cả Level Esports, và Golden là người bị hạ ở đây. Vẫn tiếp tục những tình huống giao tranh, tần huy bị bắn đấu. Còn một máu, rất may cho anh chàng này vẫn có thể thoát đi được. Ở phía bên này là Hải Gamer với khẩu Uzi đối đầu với phía bên kia, cũng là một thành viên của Quốc Việt Computer ở khu vực Liboka, đang bị dồn ép nhiều hơn. Đấy là Livo, khi họ đã mất đi một người và trang bị, lượng trang bị của họ cũng không thực sự là nhiều nhặn gì. Đây là vị trí của 100kg. Lại một người nữa đã bị gục, đấy là Tuấn Hy. Và như vậy những lợi thế của Quốc Việt Computer vẫn đang là có, và họ đang tìm cách để có thể đẩy sang Skim. CPK chỉ có mỗi cho mình còn mã tấu mà thôi, không có súng gì cả. Và sẽ di chuyển lên tầng 2 để nhận khẩu súng từ người đồng đội của mình. 100kg quyết định là sẽ không đẩy nữa, và sẽ là những tình huống họ đợi đủ người để tập trung vào. Với bên kia thì H2 đang giao tranh với cả Hải Dương Sparta, và Bì Béo là người bị hạ. Sparta mất người. Rất khó. Lúc này thì phía của Hải Dương Sparta cũng như là H2 Gaming có cuộc đấu với nhau. Đây là khu vực Reason, và không có một thành viên nào của Hải Dương Sparta cả, khi mà H2 đã đẩy lên và họ đã bắn được qua con xe UAT kia để lấy cái mạng cuối cùng.
Redmi Five Star chủ động chiếm đóng được thêm cái khu vực này và cố gắng đi ra lút. Đây là mèo ú tô xích đã nghe được không? Tầng trên của C dưới sẽ có thể nghe được thành viên bót giang của King of War đang chạy trong khu vực nhà này. Và tôi nghĩ sẽ là gọi những người đồng đội mình mà thôi. King of War đã mất đi hai người, họ chỉ còn hai người. Và nếu các thành viên của Redmi Five Star có thể tự tổ chức một tình huống vây bắt tốt ở đây thì họ có thể có thêm mạng cũng như những lượng trang bị đến từ King of War. Lúc này thì lựa chọn của Redmi Five Star đó là họ đưa ra ba góc bắn, có một Snake ở phía bên dưới, ốc ở phía trên và tích thì ở trên dàn giáo để làm người lấy những thông tin. Nói chung là họ có ba người để có thể đưa ra thông tin cho mèo ú, một trong những người chơi có kỹ năng đối đầu tay đôi rất là tuyệt vời. Navi vừa bị bắn yếu rồi, trừ 99 nhưng vẫn chưa phải nằm xuống. Đây là tình huống mà đang sấy AK bởi AK 500. Khá là tốt, đã sấy được hai người. Và ngay lập tức thì chúng ta thấy là hai thành viên của H2 đã bị gục xuống. Đây là một pha mà Snake Toxic tấn công và hạ gục được Doris. Nhưng và vẫn là những lợi thế cho Redmi Five Star ở trong khu vực này. Trước mặt mèo của thành viên cuối cùng của kia vua đó là Bot Giang. Bot Giang đang cố gắng tử thủ trong khu nhà này. Thế nhưng nó sẽ là rất khó khi mà mèo ú đã đọc được vị trí rồi. Và sẽ là những tình huống nhà cực kỳ khó chịu của mèo ú quyết định nhảy xuống tầng 1. Bot Giang đang đứng ở khu vực cầu thang. Và đây là một góc kê tương đối là đẹp. Mèo ú quyết định đẩy vào trong. Cần chờ thêm đồng đội. Nghĩa là lúc này thì mèo ú cần chờ thêm đồng đội. Và ở khu vực kia thì không một thành viên nào của H2 đang còn sống cả. Như vậy họ đã bị clear hoàn toàn ở khu vực trại giam. Để có thể ra tù thì cũng hơi khó. Các ra quản tù là cũng gọi là làm tốt được nhiệm vụ của mình. Envin làm tốt và họ có cho mình 4 kill. Đây là tình huống công sang của khu vực Komoto. Họ có 4 người và với việc mà còn đầy đủ thành viên thì đang muốn đẩy sang để tiêu diệt nốt thành viên của Level Esports ở mặt trận khác. Mèo ú tổ xích quả nếp cuối cùng nó đã kết thúc được mạng của Bot Giang rồi. Chúng ta không được thấy tình huống đó bởi vì có lẽ một cảnh phim mà có quá nhiều người bạo lực vào tấn công một người thì có lẽ đó là một cảnh phim không thực sự là dành cho những trẻ em dưới 18 tuổi. Và vừa rồi thì Quốc Việt Computer cũng làm một tình huống như thế khi ở cầu thang họ đã lựa chọn một vị trí để có thể lao vào cùng nhau một kịch bản. Và một người gục xuống nhưng người kia đã cover thành công. Kịch bản quen thuộc trong những bộ phim Nhật mà chúng ta thường xem. Đây là các thành viên của Envin Gaming clear được H2. Họ có cho mình một khu vực nhà tù tương đối là rộng lớn và có thể ở đấy để có thể đợi những vòng bò tiếp theo. Đây là Game Home, thấy được con xe của Divine bắn thủng hai lốp và quyết định bỏ đi, đó là vị trí của Subang. Nhưng ít nhất là cũng phát hiện ra được là một người đang có thể ở trong cái tròi này. Có gọi và đội đến không? Có gọi đội không thì tôi chưa biết được. Nhưng vào lúc này thì Redmi Five Star đang bắt đầu dần ở ngoài bò và họ cần phải lấy những con xe vào ngay lập tức. Ở xung quanh Military Base thì có rất nhiều chỗ để có thể kiếm xe. Nhưng vấn đề là đôi lúc bạn sẽ phải chạy một cái quãng đường nó khá là dài. Và đôi khi ngay cái việc ngoài của khu vực tường bao trong quân sự là thường không có xe. Mà nó sẽ ở phía đằng sau ở chỗ sân bay cơ. Đúng vậy. Nên nó sẽ hơi khó. Và đây lúc này thì Subang có vẻ như đang đợi những người đồng đội mình đến khi mà quyết định sẽ tấn công một cái trò này. Bắn rồi. Như vậy là cũng có một vài thành viên của Divine ở dưới khu nhà. Và bắn lên đảm bảo được rằng là không chỉ có một mình Nicky ở trong cái tròi đó mà ở xa xa vẫn có những thành viên nữa của Divine. Thế nên hãy bỏ ý định đó đi Game Home. Minta. Assassin Esports đang chiếm khu vực Minta và họ đang có 4 thành viên ở đây. Việc loot được hết Minta thế này thì chắc chắn là mỗi thành viên đều rất là giàu, đạn điếc ở đề huề. Thấy mỗi người 200-300 viên, có mỗi Cross là nghèo bị đối xử hơi tệ một tí. Đâu, khi chỉ có 120 thôi. Lỡ đấy là đạn xanh thôi, anh ta có khẩu súng đạn đấy. Tất cả đều cầm đạn xanh mà. Đằng sau là một khẩu mini hay gì đấy thì phải, tôi không kịp nhìn kỹ. Đây là Trần Hữu Tâm đang không có cho mình một phong độ thi đấu quá tốt trong ngày thi đấu hôm nay, khi mà những trận đấu, những tình huống mà cần một sự tỏa sáng của Trần Hữu Tâm thì anh này không làm được. Và Gam đang không có một thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Đúng là như vậy, việc không có thứ hạng cao trong một giải đấu mà được coi là sân nhà của Gam, một giải đấu Gam mở rộng mà Gam đang có vị trí đứng ở trên bảng tổng sắp là thứ 11, thì đó là một cái vị trí không thực sự được cao. Và đáng kỳ vọng ít nhất Gam phải nằm trong top 4. Tôi nghĩ rằng đấy là những điều mà họ mong muốn. Và đương nhiên một cái vị trí cao chắc chắn là ai cũng muốn đạt đến, đấy là vô địch. Thì Game Home lúc này đang có được cái vị trí đó. Họ đang cách ngôi top 2 16 điểm. Nelty đã có một góc kê tương đối là đẹp. Thế nhưng đây là những tình huống mà bị bắn bởi khẩu M14 của các thành viên FFQ. Và họ sẽ quyết định đẩy này đang đẩy cái phải. Bắn trước, bắn tốt, đây là Dian đã bị gục rồi. Game Home sẽ quay trở lại, họ sẽ stick ở đây ngay khi mà bị
bắn thì các thành viên của AFP cũng đã bất ngờ lên thành viên của Game Boy đâm vào và Subban, và ngay lập tức thì Subban nhảy ra khỏi xe, nhưng đó là một cái cửa kính của xe bắn xuyên qua đó thôi, và Kenty đã lấy được cái mạng nấp này. Wesley cũng bị bắn yếu rồi, thế nhưng thành viên của Game Home không thể làm được gì hơn. Đây là một tình huống mà họ không cứu được, và thành viên của Game Home sẽ phải bỏ đi mà thôi. Đây là hai điểm hạ gục dành cho FFQ. Ui, thậm chí là một pha ném nết nổ cả xe, bay cả người đến từ Wesley. Anh chàng này đã không còn mũ nữa, nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi vì một quả nết nó làm cho cái người chơi bên kia sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi mũ và giáp cả. Chỉ có lẽ là cái người chơi đầu tiên bị gục bởi Kenty sẽ là mất mũ thôi. Từ khu vực Prison thì MG Gaming đang có những tình huống móc máy sang các thành viên của FQ, và Tick là được mạng của Inferno, có lẽ là một tình huống bắn K rất hay của Tick. Và đây là thành viên tiếp theo của Bastion Gaming đang muốn thách thức với Tick. Tick quyết định cất súng đi và sẽ lên xe bỏ trốn khi mà chỉ có một mình anh chàng này có Redmi 5 Star ở đây mà thôi. Bây giờ là các thành viên Bắc Sơn Gaming, Tick đã lấy xe bỏ chạy. Tick đã bỏ chạy rất nhanh để có thể tìm đường thoát ra khỏi những cái loạn đạn kia. Và tạm thời thì không có một họng súng nào đang hướng đến bên phía của Tick cả. Tick không có máy, đã bỏ chạy ra một nơi thật xa. Và thường thì không biết là Tick có thể làm được như Sobin Hoàng Sơn là đi thật xa để trở về với những người đồng đội hay không. Nhưng tạm thời hướng di chuyển là đi theo sau ốc. Như vậy là Tick sẽ vào được bo mà không có vấn đề gì quá nguy hiểm dành cho người chơi hay sử dụng sniper của Redmi 5 Star. Đây là những tình huống mà cất xe trong nhà để có thể bảo quản được phương tiện di chuyển của mình. Những thành viên của Assassin cực kỳ là cẩn thận. Họ đã có một khu vực tương đối là đẹp với việc mà đứng ở dưới đồi, và đây là một khu vực đồi gần Mita thì phải. Họ có cho mình những góc bắn tương đối là thuận lợi, và cũng ở ngay sát bo mà thôi. Redmi 5 Star đang cố gắng di chuyển vào trong bo, Tick đang còn ở khá xa, và trước mặt ba thành viên của Redmi 5 Star đó là vị trí của Vu PK, nhưng người còn lại của SGD đang giao tranh và họ đang bắn nhau với cả Divine. Đây là hai khu nhà ở ven đường, và đấy là hai khu nhà mà thường xuyên sẽ phải đối đầu với nhau. Một bên thì có, hình như cả hai bên đều có nhà Doraemon. Có, và bên cái đều có nhà Doraemon. Và việc có những cái nhà như thế này thì họ có thể giấu xe được vào trong đó, rồi liên tục bắn ra cấu rỉa nhau mà thôi. Tôi nghĩ rằng để có thể lấy được luôn một mạng triệt hạ cho hai đội Divine với cả Sky Gaming Đắk Lắk là gần như không thể. Vũ BK cũng đã đến để tập trung với người đồng đội của mình, và cái vị trí này sẽ là những vị trí được hold bởi cả hai team Divine và Sky Gaming Đắk Lắk. Nhưng vấn đề, một team đang có vấn đề lớn, đó là team đang ở phía dưới và ngoài bò, đó là Redmi 5 Star, cũng như một team nữa đang ở một ngoài bò rất xa, đó là Bắc Sơn Gaming. Đội bị Tick hạ gục một người, sau đó Tick bỏ chạy. Có vẻ như là rất nhiều thời gian để Bắc Sơn Gaming có thể hoàng hồn và di chuyển vào trong bò. Gam thì cũng đã có cho mình một tình huống vào bò từ hướng 7 giờ, và ở hướng này thì không có bất cứ một team nào ở đây cả, và họ sẽ an toàn bảo vệ được cho mình đó là cả 4 thành viên. Đây là một cái đường mòn ở phía trên núi, và cái đường mòn này sẽ giúp cho Gam kiểm soát được khá nhiều những thông tin ở xung quanh. Ít nhất là họ đã nghe được tiếng bắn của Sky Gaming Đắk Lắk ở phía dưới và họ chưa nổ súng, và họ có thêm những cái thông tin như vậy. Nhưng đấy là một khu nhà và Gam có lẽ cũng đã biết, thế nên họ cần bắt những mục tiêu ở phía ngoài bo là hơn. Đã là vào bo là Bắc Sơn Gaming, trong khi đó Divine vẫn đang ngắm nghía sang Sky Gaming Đắk Lắk. Chúng ta có một cái bo thứ ba, nó là gần như là tâm của cái bo cũ. Thế nên mọi thứ không có gì quá là thay đổi cả. Các đội đều đã chọn cho mình một vị trí an toàn, trừ Redmi 5 Star vẫn đang không biết đi vào bo từ hướng nào đó. Các thành viên của Redmi 5 Star họ vẫn đang lầm trần. Đây là tình huống xấy xe ở Trần Hữu Tâm, nhưng xấy không tốt rồi, còn tiếp tục đổi mục tiêu khác. Matt cũng không phải nằm xuống trong tình huống này. Và lúc này chúng ta có một khẩu MK14 với cái X15, nhưng chưa có một cái tên nào ở gần đây, ít nhất là những gì mà tôi nhìn vào bản đồ nó là như vậy. Nếu trong trí nhớ tôi không nhầm thì gần nhất đó là NFS, và họ đang cũng ở tương đối là xa, cách phải tầm khoảng độ đó là 300m. Và Redmi 5 Star đang có một đường di chuyển vào là ở các thành viên của Assassin, và Assassin có cho mình một dãy nhà tương đối là đẹp. Đấy là nhà bên trái xưởng gỗ. Thế nên cẩn thận ở đây, một tình huống mà vào bò không chú ý rồi thì họ sẽ mất người. Nhưng đây là một khu vực để có thể nói về mặt địa hình là một trong những khu vực địa hình hiểm trở nhất ở trong cái bản đồ Irango này. Đấy là theo những gì mà tôi đánh giá. Các bạn chỉ cần đi lên phía xưởng gỗ thôi thì những cái người phải lái xe cực kỳ lụa mới có thể lái được một cách thoải mái. Chứ có những cọc gỗ nó mọc lên đây, không phải đấy là thân cây, nó mọc lên cọc gỗ này, thân cây này, rồi những cái tảng đá linh tinh, rồi mọi thứ nó rất là lởm chởm.
thì sẽ có nhiều góc để có thể che chắn. Bị bắn rồi, ông vô địch là người đầu tiên bị bắn. Các cầu thủ Việt của Assassin tiếp tục nổ súng để đuổi. Baby Fastar đi, Baby Fastar sẽ có một tình huống chạy của bò. Thế nhưng hướng chạy của họ có vẻ như sẽ đi xuyên qua các thành viên của Divine và ở hướng đấy thì nó sẽ còn gặp nguy hiểm nhiều hơn là so với Assassin. Tôi nghĩ là như vậy. Không, như vậy là Mèo Ú sẽ quyết định đến một cái đường mòn ở phía trên và ở nơi đó có những căn nhà nhỏ và nơi đó cũng có những một số cái chòi. Và tôi nghĩ rằng cái lựa chọn này của Redmi 5 Star là hoàn toàn hợp lý. Một vị trí ở trong bo hơn so với cả Assassin. Đây sẽ là vòng bo thứ 3 nó ập vào và chúng ta sẽ có cái vòng bo thứ 4. Hãy cùng nhìn xem nó như thế nào. Như vậy là một cái vòng bo lại thu về phía trung tâm nhưng hơi chếch xuống hướng 7 giờ một chút xíu. Như vậy Redmi 5 Star sẽ không thực sự được hưởng lợi nếu như họ đi vào bo vào thời điểm hiện tại, vào đúng cái hướng mà họ đang nằm là tầm 5 giờ họ đâm thẳng vào. Thì ông bị bắn rồi, nó phải ôm bụng nằm xuống ở đây. Không còn ông vô địch trong round đấu này nữa. Redmi 5 Star sẽ chỉ thi đấu với 3 người mà thôi. Và Mèo Ú Toxic đang vẫn có những tình huống mà kê khẩu ngắm M24 của mình để tìm những người đồng đội đã bắn đạn. Thế nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy. Và Redmi 5 Star đang phải tính toán đường vào bó tiếp theo. Một cái con đường có thể sẽ gọi là nguy hiểm đây khi mà có rất nhiều những team đã chiếm được những khu vực ở trong bó. Không có một con đường nào là một con đường không nguy hiểm ở thời điểm hiện tại này nữa. Và rõ ràng Redmi 5 Star sẽ cần phải diệt những đối thủ của mình nếu như họ muốn vào thời điểm hiện tại. Cloud đang có tình huống đẩy cánh phải theo cái hướng tấn công của Assassin. Và nếu anh chàng này có thể thực hiện một tình huống xâm nhập vào thì khi này chúng ta thấy Redmi 5 Star đang tập trung bắn cánh trái nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là Cloud sẽ có thêm có điểm hạ gục ở đây. Vấn đề của Redmi 5 Star là họ đang tập trung tất cả thành viên vào với nhau và mỗi người sẽ phải quản lý ở một phía. Điều này thì họ sẽ bị bất lợi hơn so với Assassin khi những thành viên thì đều đang di chuyển ở nhiều phía khác nhau. Và với việc có nhiều hướng bắn thì Assassin đang là người thuận lợi hơn. Rất may là Redmi 5 Star có một cái hõm tương đối đẹp để họ nấp và nếu như có một người nào đó bị nấp thì có thể cứu được nhau ngay lập tức. Snake đang yếu máu, Mèo Ú cũng tương tự như vậy, chỉ còn có 50% máu mà thôi. Assassin đang dần đưa những thành viên của mình vào bo khi họ có lợi hơn một người. Họ biết là như vậy, một cái xe bắt đầu đi vào và ngăn cản một phần nào đó những cái đường đi của Redmi 5 Star trong thời điểm sắp tới. Đây là đang thu và các thành viên của Redmi 5 Star họ sẽ quyết định thực hiện một tình huống mà đánh bốc vòng sang bên cánh trái. Người mở cánh đi đầu là Mèo Ú. Mèo Ú không còn mũ nữa và vẫn phải thật cẩn thận ở đây. Mèo Ú đang có những tình huống scout đầu tiên. Kyo có vẻ như đọc được tình huống ở đây rồi và Kyo đang nhìn sang hướng của Mèo Ú, vẫn không đọc được vị trí của Mèo Ú ở đây thì phải. Ước gì bây giờ có một cái mũ một ở trong cái phòng vệ sinh này. Nhưng bây như vậy là các thành viên Assassin đã bị gục rồi. Có lẽ đây sẽ là một thông tin cho Redmi 5 Star. Bởi vì không chỉ có một team đang bắn vào Assassin là mình, mà còn có thêm cả Envy Gaming nữa. Đang có những tình huống phải tập trung sang hướng của Envy Gaming rồi. Assassin họ đang mất hai họng súng tập trung vào Envy Gaming. Thế nên lúc này chúng ta thấy là những tình huống mà Redmi 5 Star tranh thủ cơ hội, họ đang cố gắng chạy vào trong bo. Mèo Ú tiếp tục bị bắn yếu và sẽ phải hồi máu đây. Thành trung của Envy Gaming đang bắn vào Kyo và Kyo cũng bắt buộc phải chia họng súng của mình sang Envy Gaming. Đây chắc chắn là khu vực đang được gọi là hot nhất ở bản đồ thời điểm hiện tại khi Redmi 5 Star họ đang nằm ở Snake một vị trí hơi nguy hiểm. Đang được vị trí của Cloud. Hạ gục được một người, tiếp tục bắn. Và bây giờ thì Snake Toxic đã vào ôm bụng rồi. Khi đó là một pha mà anh ta đang cầm một khẩu súng để táp chứ không phải một khẩu súng sấy. Tích đang ở gần cái chòi này, một vị trí mà Tích đang phải nằm xuống. Không thể đẩy cái chòi được khi mà có cái MVP Kim Bình ở đằng sau nữa. Và đây chứ tình huống. Ôi, bắn em biết, phải chạy ra ngoài. Kyo có thể sẽ bị lộ vị trí ở đây. Tôi đang có cho mình một cái cover và vẫn không làm sao cả. Tích vẫn chưa bắn trong tình huống này. Nhưng đây là Tích bắt đầu bắn rồi. Tích bắn nhưng đối phương đã nằm xuống. Một pha mà Tích tưởng chừng như lỗi skill nhưng không phải là như vậy. Và đó là pha mà Divine đã giúp cho các thành viên Redmi 5 Star có một cuộc sống dễ dàng hơn. Khi Tích và Mèo Ú là người còn sống, Snake đã ở ngoài bo, coi như anh ta không còn nữa. Nhưng Envy Gaming đang đẩy lên. Nếu như chỉ còn vị Tích này, mà thôi. Mèo Ú đang ở phía dưới, ở trong bo. Còn Tích thì đang ở ngoài so với cái vòng bo trắng. Và Tích bắt đầu nằm xuống. Trời ơi, lộ vị trí. Lộ vị trí, Tích đã gục. Mèo Ú không còn máu nữa. Và như vậy anh chàng này sẽ phải ở trong thế 1 đấu 4. Không còn máu. Quá khó. Không có mu. Và sẽ rất là khó để cho Mèo Ú có thể tạo nên một điều kỳ tích ở đây. Tôi không nghĩ là có một câu chuyện cổ tích nào và mà Mèo Ú có thể chất đốn anh chàng lực lưỡng ở đây. Và các thành viên của SKD bắn từ đằng sau. Có vẻ như họ đọc được vị trí của Mèo Ú rồi. Thật ra họ đang bắn check. Họ đang bắn một số những cái bụi, một số những cái vị trí của thân cây có thể hở ra. Và hiện tại thì Mèo Ú đang bắt đầu vứt ba lô, vứt các kiểu để cho đỡ bị lộ. Đây là một cái đám cỏ tương đối rất là cao.
cỏ mọc cũng cao. Envin Gaming không tham. Họ bắn được 3 thôi. Họ biết rằng vẫn còn một người nữa của đối phương đang ở đấy. Và thật ra thì họ biết là ở đấy có thêm một cái góc đang bị bắn từ xa. Thế nên họ bỏ luôn. Đắk Lắk đã bắn vào đó rồi. Họ bỏ. Nghe thấy. Họ bỏ. Họ không quyết định là đẩy tiếp xuống để có thể ăn mạng. Thì cái tình huống đấy là một tình huống mà tôi rất là tuyên dương cái chiến thuật cũng như cái lối bắn của Envin Gaming. Lúc này đây thì đó là thành viên của Gam cũng như đó là công việc computer vẫn còn là 4 người. Họ đã có những tình huống giữ những cái cửa hầm của mình. Và với một cái hầm shelter ở khu vực như thế này thì tôi nghĩ rằng Quốc Việt Computer cũng sẽ có một cái góc. Nhưng vấn đề là những cái cửa hầm này nếu như không cẩn thận thì có các thành viên Game Home đang có 2 người ở đây. Và nếu như có những tình huống móc máy mà Quốc Việt Computer không để ý có tiếng súng nhiều quá thì hoàn toàn họ có thể sẽ gặp rất nhiều những sự nguy hiểm. Và Divine cũng có cho mình một cửa hầm. Ủa rất nhiều cửa hầm ở đây. Cảm giác như là ai cũng chuyển xuống lòng đất sống như thôi, mình kèm miếng khó chịu cũng phải bắt đầu là tìm đường xuống lòng đất. Hầm này là có 4 cửa. Trong khi đó thì phía bên kia thì các thành viên NFS Esports đội cũng đang có một vị trí rất cao, ít nhất là nằm trong top 4. Đại Kiều thì vừa bị nốc. Và họ đang bắt đầu bắn được Sky Gaming Đắk Lắk. Ở phía ngoài bò, Gam thì chiếm được khu nhà gọi là yên ấm rồi, khu nhà gọi là cực kỳ hạnh phúc rồi. Và NFS Esports thì sao? Chúng ta có thể thấy là bọn họ đang lấy xe và lấy cái nhà kho, nhà vệ sinh ở giữa đường này làm những điểm để có thể che chắn. Sky Gaming Đắk Lắk bắt đầu tiến vào. Họ đang ở một cái hõm, xin lỗi, đó là một cái vị trí cao hơn so với ở cái đoạn phía dưới. Nhưng họ sẽ phải di chuyển vào trong bò, đổ xuống cái đồi này một chút xíu. Rất khó, rất khó. SGD có thể bảo toàn cho mình số lượng player khi mà bị bắn đổ rất nhiều team. Và GoGo là người đầu tiên phải nằm xuống từ móc máy ra sau của Keizu. Và rõ ràng là quá khó dành cho các thành viên Sky Gaming Đắk Lắk rồi. Và Redmi Firestar đã bị phát hiện ra. Như vậy mèo ú tô xích, người nằm và không còn máu, thì anh ta chắc là chỉ bị dính 1 đến 2 viên rồi sau đó lên bảng mà thôi. NVU là đội ăn mạng. Bây giờ IQ500 tiếp tục bắn sang và đã có được một cái điểm hạ gục. Và Nam Si đang cần được cứu. Ở dưới hầm này thì còn đó là các thành viên của Game Home nữa. Và nếu mà quốc vị công tơ không cẩn thận, họ có thể sẽ bất ngờ đây khi mà Yang đang ở một góc rất gần, có lẽ chỉ là một hai khúc ngoặt ở trong hầm mà thôi. Đối với những người chơi như tôi thì hầm thực sự đó là một mê cung. Tôi không, hầm... không thể thuộc được cái đường đi ở dưới hầm này được. Trong hầm này thực sự đó là một mê cung. Và kể cả đã vào hầm liên tục để có thể loot rồi, tôi không thể nào mà nhớ được. Cứ chạy thôi, biết đâu nó đến được cái chỗ nào, nó ra được cái cửa hầm nào thì ra. Cảm giác thấy ánh sáng sẽ là hạnh phúc rồi. Đúng, đúng là như vậy. SGD, họ cứu được người này. Nó sẽ như thế nào? SGD cứu được người. Như vậy là một pha mà chỉ bị nốc ở gần những người đồng đội thôi. Và Sky Gaming Đắk Lắk đã cứu được người đồng đội của mình. Thế nhưng tôi hướng còn 4 người để có thể đi vào bo. Hướng của họ, hướng vào bo của họ vẫn tương đối là nguy hiểm khi mà đó là cả Gam cũng như là dây của SF đang có những góc bắn lao đẹp hơn. Và đây là Aleo đang thực hiện những tình huống bắn táp bằng khẩu mini cấp 8 của mình sang hướng các thành viên của SGD. Tạm thời thì Bin cũng đang có được một khẩu MK14 và đang bắn ra phía bên xa kia. Đây là Kenty, đấy là các thành viên FFQ. Và FFQ cũng đang di chuyển để có thể có một vị trí vào bo đen. Nhưng họ sẽ có một cuộc đụng độ ở phía đó. Tôi chắc chắn là tôi đã nhìn thấy một màu tím. Và sẽ có cuộc đụng độ phía trên này giữa các thành viên FFQ cũng như là Quốc Việt Computer đang ở rất gần đây. Kenty đang vẫn giữ cho mình được vị trí của các thành viên của FFQ và tôi không nghĩ rằng FFQ sẽ nguy hiểm. Bên phía bên kia thì ra Thành Trung nó bắn nhau và Nicky là người đầu tiên phải nằm xuống. Em thì mình đang đẩy lên họ còn cho mình đó là 4 người. Thế nhưng Ngu và Gia thì có vẻ như mất tương đối là nhiều. Và Đại Kiều biết được các thành viên của DIY đang ở dưới hầm rồi. Đang có những tình huống muốn đẩy lên để công nết. Và tình huống nên nết như nhưng còn nết thì có vẻ như nó là hơi thiếu lực. Bởi vì những cái vị trí ở cửa hầm là những vị trí tương đối khó để các bạn thò ra nhấp nhả và bắn. Bạn có thể thấy đấy là việc mà bị hở rất nhiều góc ở trong cái cửa hầm khiến cho các thành viên Envy Gaming hoàn toàn có cơ hội để có thể đẩy lên. Như lúc này Sky Gaming Đắk Lắk là đội ở gần đó và đây là đội đang bị mất đi một người, Sabo vừa bị gục và thêm cả Vũ BK cũng bị gục. Đó là những pha bắn đến từ Envy Gaming. Họ đã đẩy lên những đại cụ tay là mình nằm và đây là Sky Gaming Đắk Lắk đã bị diệt toàn bộ bởi Envy Gaming. Họ mất 4 người rồi và Envy Gaming đang bắn rất may trong màn hiệu này. Họ có cho mình 11 kill và vẫn chưa mất bất cứ một ai cả. Phải thò ra ngoài cửa hầm thôi bởi vì Divine biết rằng ở trong hầm đấy sẽ là một cái vị trí không đẹp. Thậm chí dễ dàng bị bắn đến đằng sau. Quốc Việt Computer đang ở phía trong hầm và họ bắn ra ngoài. Vẫn đang tử thủ ở cửa hầm và nếu có một tình huống ném nét xuống thì có thể sẽ là một tình huống là 4 với 1 quả nét của mình. Thế nhưng chúng tôi vẫn không thấy vị trí của Divine đâu cả. Quốc Việt Computer vẫn đang giữ, họ không mất ai cả. Quốc Việt Computer có ở trong lòng đất thôi là họ đã yên tâm với cái vòng bo như thế này rồi.
Đây đang là một bò đang thu về, mất đi một người Hoàng Vũ sẽ không được cứu, đây sẽ là lấy đồ. Tôi nghĩ là nên lấy đồ không của đồng đội rồi sẽ cứu được cả bò. IQ500 đang là người cùng với những người đồng đội như VVV và cả Thành Trung sẽ đi vào bò. Và tạm thời vào lúc này thì Divine đang phải lùi lại. Một pha bắn tốt đến từ Thành Trung. Anh ta tiếp tục thanh trừng được thêm một người nữa. Đó TZ và Divine đang mất thêm người. Khi khu vực Computer cũng biết cái thông tin này. Và rõ ràng Divine bây giờ chỉ còn có một mà thôi. Có cho mình 12 kill rồi. Họ đang cố gắng giữ cho mình một cái khoảng cách là gần với cả cửa hầm. Đây là tình huống xây tốt của Thành Trung đưa 100kg là người bị hạ gục và đã di chuyển sang cứu người đội của mình. 100kg cũng sẽ được cứu. Một quả nét một quả nét mà tự hủy đến từ các thành viên Quốc Việt Computer. Và đây là một quả nét vỗ tay cho Quốc Việt. Quả nét tự hủy đến từ Quốc Việt Computer. Không thể hiểu nổi khi họ đã làm một điều thần kỳ, một điều mà không ai có thể làm được cả, đó tự hủy chính bản thân mình. Phía bên này thì NS Esports cũng đang đẩy đến rất hỗn loạn ở khu vực cửa hầm thưa các bạn. Và chúng ta thấy ZL vẫn đang yên ấm ở trong cái nhà vệ sinh này, anh ta cứ ẩn thân truy đuổi ở đây. Trong đó NFS đã bắt đầu đẩy vào và đã đầu xấy. Và không mạng rồi, Tốt bắt đầu ăn cái mạng này. Có một thành viên nữa của Quốc Việt Computer ở trong kia, đó là HVH. Lina Kute bắt đầu ăn máu và những người đồng đội của họ đã bắt đầu đây là một tình huống giữ cửa hầm mà còn một mình đó vị trí của HVH thôi, bắt đầu xấy nhưng đó là xấy lỗi rồi. Và đăng cừu đã có cho mình điểm cuối cùng của Quốc Việt Computer. Quốc Việt Computer đã có thể có tất cả những lợi thế, họ tự tay phá đi tất cả những cái xây dựng của mình, những cái lợi thế của mình khi mà đó là hai quả nét của HVH, nó đã phá tan hai thành viên của đội mình. Thế nên tôi mới nghe đến những cái câu như là tự tay bóp một cái gì đó. Và nghe rất nhiều ngoài cuộc sống. Cảm giác đấy là hai viên bi của HVH nhỉ? Đúng là như vậy. Hai quả nét ném ra đúng là hai cái vật hình tròn ở trong một thành viên nào đó của HVH vậy. À, của Quốc Việt Computer vậy. Cảm giác bóp ra xong tôi có hai cái hình tròn này nè. HVH ném ra cho những đội bình thường xách hàng một tí. Thế nhưng mà không hiểu sao anh chàng lại rút cả cái chốt an toàn ra. Đó là quả nết mà khiến cho các thành viên của Google Computer phải dừng chân từ khá sớm lúc này đây. Công Cua cũng như đồng đội của mình đang bị bắn và chỉ còn đó là Công Cua đang cố gắng chạy trốn mà thôi. Wesley không thể cứu được rồi. Trước mặt của Katie đó là vị trí của Bin. Và đây là một pha đã lộ ra một cái ba lô rồi nhưng sẽ là tương đối khó. Và bắt đầu nghe thấy tiếng thì phải, Bin bắt đầu hướng họng súng của mình sang cái mảng bồi phía bên tay trái của bản thân. Tương đối khó dành cho Gam vào lúc này, thì không có được vị trí của đối phương. Nhưng không có nết, may mắn là không có nết. Bin không có mũ nhá, Bin không có mũ. ZL đang một tình huống bò trườn đây. Thấy vị trí của Lina Q có vẻ rất muốn bắn nhá. Nhưng cặp bên trái đang có thêm một người nữa của EZL và bắn tốt hơn. Đó là EZL đang tiếp tục làm hai, bị bò đơn, bắt buộc phải chạy vào sang bò. Nhất không chạy kịp. Nhấp nhả là tốt đến từ Lina Q. Và lúc này thì anh chàng này sẽ phải hồi phục trước rồi sau đó mới cứu Zetoxic cần bò và bò. Trong đó Công Cua đang di chuyển, đang khá là hỗn loạn. Chúng ta còn 4 team và 10 alive và tập trung hết về phía cái mảng đồi này. Đây là một mảng đồi, chúng ta nhìn thấy lên phía trên thì Gam đang chiếm giữ được ở phía dưới đồi. Gam chiếm một nửa bo này rồi ở phía trên và họ sẽ có cuộc đối đầu với Game Home ở phía trên này khi NN1996 cũng như người đồng đội cuối cùng còn lại của Game Home đang ở dưới hầm. Họ sẽ không giao tranh mà họ sẽ chỉ cố gắng tìm cho mình cái hướng nào ở trong bo thôi. Tôi nghĩ là như vậy, họ sẽ không chui ra khỏi cái hầm này. Ở phía trên thì đó là một nửa bản đồ bị chiếm bởi thành viên của Gam. Và lúc này thì đang có một tình huống muốn đẩy sang của FQ. Nét cũng như là bộ tôi được ném ra bởi Bin. Có vẻ như Bin đọc được vị trí của hai thành viên FQ mà thôi. Như vậy là khói được ném ra ở phía bên đó và Gam đã có những thông tin. Chắc chắn Nob cũng như là Bin sẽ phải kiểm soát tốt cái mạng bên trái này. Hữu Tâm và Aleo thì liên tục nhấp nhả ở phía dưới mảng đồi. Rất may là ở cái mảng đất rất là dựng thẳng đứng như thế này thì Gam vẫn có thể di chuyển lên di chuyển xuống một cách thoải mái. Họ đủ cover. Họ đủ cover và họ bắn vào Lina Kill và một thành viên nữa của NFS đi nhiều mà dành cho Gam Esports. Tiếp theo là NFS đã bị gục một người, gục thêm một người nữa đó và xảy đến từ Nob của Gam. Còn hai thành viên của Game Home nữa đang ở trong bo mà thôi. À xin lỗi, đó ở trong cửa hầm mà thôi. Và NN1996 đang tìm cách chui ra khỏi hầm rồi. Thế nhưng bị bò đó thế là 4-1, họ không thể thua được. Và cuối cùng chúng ta cũng có được một chicken dinner dành cho Gam Esports trong giải đấu chủ nhà là họ.
Và đó là một round thi đấu rất thành công của các thành viên Garmin Sport. Họ có cho mình những vị trí đẹp, họ có cho mình những tình huống bắn cover nhau. Và đấy là cái top 1 xứng đáng dành cho Garmin. Nhưng mà thật ra thì họ chỉ có được 3 game. Thì họ không giao tranh, họ chỉ đơn giản là giữ được những vị trí đẹp hơn. Thật ra thì ở trong một cái bo thu về cái vị trí như vậy, một cái tình hình như vậy, chúng ta không thể đòi hỏi Gam, họ không thể đòi hỏi bất kỳ đội nào có nhiều kill được. Vì đây, ví dụ như là vị trí của Bin đi, mà anh này đẩy lên bắn nhau với Kenty, bắn thắng thì không sao, nhưng mà nếu mà đấu skill thua thì sẽ rất là bất lợi, họ sẽ mất nguyên một cái cánh trái đấy, và lúc đấy thì hai thành viên có Kenty cũng như công cua đẩy xuống thì Gam sẽ rất khó để bắn. Ý tôi đang muốn nói ở đây đó là việc mà Gam họ không thể nào có được những cái lợi thế thực sự. Đây là một tình huống cuối cùng khi mà chúng ta nhìn thấy Aleo đang bắn check và nơi đồng thứ 6 là người bò vào bo nốt thôi. Cái điều mấu chốt ở đây đó là những đội mà có những thành viên nhiều ấy thì họ luôn luôn ở trong hầm, họ ở những cái cửa hầm và họ tự triệt hạ nhau, và họ thậm chí là tự tay bóp bóp nết nhau. Và việc mà tự tay bóp nết đó đến từ Cúp Việt Computer này, rồi Game Home cũng còn mất người này, và cứ liên tục trốn ở trong hầm thì không ai dám vào hầm cả. Khi mà một người ở ngoài hầm và một người ở trong hầm thì sẽ không bao giờ dám ra và chỉ chờ xem là bo thu về như thế nào mà thôi. Và việc như vậy khiến cho rất ít giao tranh được có thực sự ở cái thời điểm cuối này. Và chúng ta chỉ thấy Gam có được 3 kill mà thôi. Và họ kết thúc cái round này với 11 điểm có thêm. Đây là một số điểm không phải là nhiều, nhưng nó đủ để cho Gam tiếp tục hy vọng nuôi được một cái vị trí cao ở trên bảng xếp hạng. Và với cái top 2 thì tôi nghĩ là con đường đến cái chức vô địch của Game Home nó sẽ được củng cố thêm một bước nữa, khi mà số lượng round đấu của chúng ta chỉ còn lại đó là 2 mà thôi. Nhưng mà đây là một round đấu mà Game Home cũng không có được nhiều kill. Họ cũng chỉ có khoảng 4 điểm. Từ 2 đến 3 kill gì đấy, và thêm được 4 điểm nữa. Và đó cũng là một số điểm ổn dành cho Game Home để tiếp tục duy trì một khoảng cách trước những cái đối thủ của mình. Và các bạn thân mến, hãy quay trở lại khi round đấu thứ 15 của giải đấu này được bắt đầu.